Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 10 tháng 12 năm 2021 về việc chồng Lâm Khánh Chi. Chúng tôi đã chia tay, Trần Phi Hùng chồng ca sĩ Lâm Khánh Chi cho biết họ chia tay vì không còn tiếng nói chung sau 4 năm gắn bó. Sáng 10 tháng 12, anh Trần Phi Hùng nói chia tay bạn đời sau nhiều lần tìm cách hòa giải rạn nứt mối quan hệ. Chị Bảo Quỳnh đại diện của Lâm Khánh Chi cho biết nữ ca sĩ mắc Covid-19 nên cần tập trung điều trị. Chưa thể phản hồi về thông tin đổ vỡ, anh Phi Hùng nói thêm, chúng tôi chia tay nhưng nghĩa vẫn còn. Vài ngày trước tôi lên Đà Lạt chụp ảnh cho công việc kinh doanh thì Khánh Chi bị sốt và hôm qua test nhanh phát hiện dương tính. Hôm qua tôi về lại Sài Gòn, đang ở chung với cô ấy để tiện chăm sóc trong lúc này. Sau khi vợ cũ khỏi bệnh, chúng tôi sẽ ở riêng, hiện con trai của họ bé Thiên Long, hơn 2 tuổi được vú nuôi chăm sóc. Phi Hùng và Lâm Khánh Chi nhiều lần tan, hợp trong mối quan hệ. Năm 2020, cả hai mâu thuẫn, Lâm Khánh Chi dọn về nhà mẹ đẻ sống còn Phi Hùng ở nhà của hai vợ chồng. Sau đó, họ giảng hòa. Hồi đầu tháng 11 trên trang cá nhân, ca sĩ đăng ảnh bên ông xã kèm dòng trạng thái úp mở việc đường ai nấy đi. Lâm Khánh Chi về chung nhà với bạn đời vào tháng 12 năm 2017 sau hơn một năm yêu nhau, được gia đình hai bên đồng thuận. Cả hai lên kế hoạch sang Thái Lan làm thụ tinh ống nghiệm nhờ người mang thai hộ. Hai bên gia đình ca sĩ vui mừng khi đón bé Trần Huỳnh Thiên Long chào đời cuối năm 2018. Cả hai mở cửa hàng kinh doanh thời trang ở thành phố Hồ Chí Minh. Lâm Khánh Chi từng ra mắt tự truyện có tên Lột Xác. Kể về hành trình chuyển giới và những cuộc tình của cô. Anh Trần Phi Hùng bạn đời cô sinh năm 1985. Quê gốc Nam Định và kinh doanh ở thành phố Hồ Chí Minh, ca sĩ tên thật là Huỳnh Phương Khanh. Sinh năm 1977 tại thành phố Hồ Chí Minh, từng là ca sĩ được yêu thích những năm 1990 với nghệ danh Lâm Chí Khanh. Sau hai live show năm 2002, Lâm Chí Khanh biến mất khỏi làng giải trí. Năm 2012, ca sĩ thừa nhận đã chuyển đổi giới tính và lấy nghệ danh là Lâm Chí Khanh. Đầu năm 2016, cô đổi nghệ danh là Lâm Khánh Chi, lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên. Mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch Covid-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi, hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.